Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về level đầu tiên của The Bike Room và cũng là một trong những level khởi nguồn cho vũ trụ về Bike Room. Đó là level 0, Tutorial Level. Level 0, Survival Difficulty, Class 1, Safe, Secure, Minimal Entity Count. Level 0 là level đầu tiên của The Bike Room và là một level khá phổ biến khi đã có nhiều người đến đây. Đây là một không gian phi tuyến tính, mang vẻ ngoài trông giống như các phòng sau của các cửa hàng bán lẻ. Tất cả các phòng ở level 0 đều mang một vẻ ngoài độc nhất và có chung các đặc điểm bề ngoài như có giấy dán tường đã ố vàng, thảm ẩm và hệ thống đèn huỳnh quang được sắp xếp không nhất quán. Tuy nhiên thì các căn phòng của level được xác định là không giống nhau hoàn toàn. Như mình đã nói thì level này có một hệ thống đèn huỳnh quang không nhất quán, chúng nhấp nháy và phát ra những tiếng vo ve với tần suất dường như liên tục, và bạn có thể cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi vì điều này có thể xảy ra thường xuyên. Điều bất thường ở đây chính là những tiếng vo ve, chúng âm ỉ và liên tục, chúng thậm chí còn to hơn cả tiếng ồn của một chiếc đèn huỳnh quang bình thường. Hiện tại thì người ta vẫn chưa xác định được nguồn gốc của tiếng ồn này. Không gian của level 0 bị thay đổi một cách rõ rệt theo thời gian. Hay nói cách khác là level này có tính chất của một vòng lặp, khi bạn có thể đi theo một đường thẳng và rồi cuối cùng trở về điểm xuất phát ban đầu của bạn. Nói đơn giản ra thì điểm xuất phát của bạn là A và bạn đi một đường thẳng thì cuối cùng bạn lại trở lại điểm A thay vì đến một điểm khác. Và nếu bạn đánh dấu lại con đường của mình đã đi, kết quả là bạn sẽ đi vào tổ hợp những căn phòng khác hẳn với tổ hợp trước mà bạn đã đi qua trước đó. Tức là theo tính chất thì càng đi thì level này sẽ càng phức tạp. Cộng thêm việc các căn phòng đều khá xem nhau, vậy nên là việc định hướng khá là khó khăn. À mà còn nữa, thiết bị định vị GPS đều không sử dụng được. Và như tra tấn thêm cho sự tuyệt vọng của chúng ta thì sóng vô tuyến cũng không sử dụng được luôn. Tức là điện thoại coi như vô dụng nhé. Level 0 dù được đánh giá là an toàn nhưng nó lại đang là một vấn đề lớn với những người lang thang, khi không như những level khác, level này hoàn toàn trống, không có bất kỳ nguồn cung cấp vật phẩm nào, kể cả những chai almond water nằm rải rác cũng không có. Đây là lý do điển hình cho đa số những người lang thang vì bị chết đói, khát, bị cô lập hoặc bị chấn thương tâm lý. Tuy nhiên thì điều này vẫn chưa được chắc chắn. Cố gắng để đến được level 0 cùng với một nhóm người sẽ dẫn đến việc mỗi người bị vứt ở một nơi khác nhau. Và tất nhiên, theo một nghiên cứu thì lượng khí CO2 trong level 0 đang tăng đột biến ở mức không đổi. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này thì vẫn chưa được biết. Khi bạn ở level 0 thì hiện tượng ảo giác sẽ rất thường xuyên xảy ra. Với những ảo giác phổ biến, tiếng ồn phát ra từ những chiếc đèn huỳnh quang cứ lớn dần đến ngưỡng có thể làm tai bị điếc thì đột nhiên dừng lại. Sự xuất hiện đột ngột của các cánh cửa hay sự xuất hiện đột ngột của các cầu thang dẫn đến hư vô, hiện tượng déjà vu, những tiếng nói giống người với những ngôn ngữ chưa xác định. Chuyển động ngoại vi như có côn trùng bò bên dưới lớp nền sẽ lập tức biến mất khi nhìn trực tiếp, hoặc những tiếng kêu râm ran của côn trùng. Đến đây thì các bạn cũng hiểu rằng tại sao MEG không lập đồn điền hay căn cứ ở đây rồi đó. Nhiều người đã lầm tưởng rằng level 0 hoàn toàn an toàn, nhưng bạn có để ý rằng level 0 được đánh giá ở mức độ sống sót là 1 không? Tức là vẫn có thực thể đó. Chỉ là chúng rất hiếm thôi. Và nếu chậm chạp thì tốt nhất là bạn nên bình tĩnh và khuất khỏi mắt chúng, càng nhanh càng tốt. Và mình muốn nhắc là tốt nhất nên cảnh giác vì đa số những thực thể trong level đều chắc chắn không phải con người. Được rồi, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video. Đó chính là lối vào và lối thoát của level 0. Cách dễ dàng nhất để đến được level này là no clip khỏi thực tại ở thế giới thực. Nhưng làm ơn, đừng làm vậy, bạn sẽ hối hận đấy. Level 0 đồng thời còn một lối vào khác là những pháo đài trong level 283. Đôi khi sẽ xuất hiện những cánh cửa có mùi thảm mốc. Đi vào những cánh cửa này sẽ dẫn bạn đến level 0. Cách duy nhất để thoát khỏi level 0 là no clip. Việc này sẽ luôn đưa bạn tới level 1. Với những người mới đến The Bike Room mà dừng chân tại level 0 sẽ thường xuyên không quen với cách hoạt động của The Bike Room. Điều quan trọng ở đây là bạn phải luôn giữ bình tĩnh, giữ những vật tùy thân của mình và phải nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh để có thể thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Level 0 cũng hiếm khi có lối thoát đến phòng Manila hay Manila Room bằng cách di chuyển một quãng đường dài theo một hướng bất kỳ. Không giống như level 0 thì những người lang thang có thể gặp nhau một cách thoải mái tại Manila Room, vì căn bản là Manila Room là một ngõ cụt. Nên thay vì được coi là một căn phòng bình thường trong The Bike Room thì Manila Room được coi như một phòng họp mặt cho những người sống sót đã qua những chuyến hành trình. Sau đây là một số lời khuyên dành cho bạn nếu bạn đến level 0. Đầu tiên là tìm cách ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Nó an toàn đấy, nhưng với những bất lợi về nguồn cung cấp các vật dụng và thực phẩm thì bạn không muốn ở lại đâu, mình thề đấy. Cố gắng tìm cách no clip qua các bức tường tối màu hay các cánh cửa hoặc các cầu thang để có thể đến được level 1. Nếu gặp thực thể thì tốt nhất là cố gắng khuất khỏi tầm mắt của chúng như mình đã đề cập. Đừng la hét, đừng gọi ai cả,
Điều này sẽ chỉ thu hút những thực thể đến gần bạn hơn thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.